chưa 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 rồi mà cá rô nhiều, cá rô mới nhiều nha. Đó, nước bắt đầu ngập hết là cô chú anh chị ơi. Quá wow, ngập luôn rồi. Để vô mộ cậu coi ngập như thế nào rồi cô chú anh chị ơi. Mới bị té luôn là thấy chưa, nước ngập vậy đó. Mưa quá lớn rồi, hôm nay mưa từ hồi đó tới giờ mới thấy là hôm nay là mưa lớn nhất á. Quá wow, ngập hết rồi nè cô chú anh chị. Quá wow. Mấy cái chỗ hoa đồ ngập hết rồi. Quá wow, quá wow rồi, cá chê luôn, bị té luôn. Vô đất ngang cậu đi bắt cá đi. Em coi thử cá sao trời ơi. Em chào chị. Ui cá đó ngập luôn rồi cô chú anh chị ơi. Đó ngập mộ luôn thấy không? Ca sĩ kìa. Ủa, ca sĩ hả? Có ca sĩ hả? Dạ không. Đây người hâm mộ nè. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Bằng xương, bằng thịt. Dạ cảm ơn anh. Cái ca sĩ gì? Ca sĩ Minh Ngọc. Khoan khoan để vô coi ca sĩ Minh Ngọc coi. Rồi té luôn, đó nước ngập hết nè cô chú anh chị ơi, vô coi ca sĩ hôm nay viếng mộ cậu nha. Trời ơi. Khoan 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 từ từ từ. Ngập luôn à. Wow. Ôi đẹp trai quá. Trai quá, đẹp trai ha. Trai quá gì trời. Ca sĩ Minh Ngọc ha. Ca sĩ Minh Ngọc đứng kế bên ông luôn. Đứng luôn hả? Ừ. Giết cậu rồi chứ không nghĩ là. Đứng kế bên này. Sao anh cứ đứng suy nghĩ bữa nào hay hay có muốn chơi tặng ra cho bữa năm hay cho em bảo anh. Tấm lòng tại mộ cậu. Đúng rồi. Xuất sắc luôn. Anh chị là ca sĩ Minh Ngọc hả? Hay là ảnh? Em, à, chị với Minh Lộn. Rồi anh đó là ca sĩ Minh Khang. Minh Khang với Minh Ngọc, cô chú anh chị ơi. Hai ca sĩ rồi. Nhiều mấy lần anh cả. Cũng đúng rồi. Rồi đẹp trai quá mị. Đang đẹp trai. Cái bài này tôi hát mới rồi tôi luôn là thằng chủ đế mà tôi chỉ chờ vừa tiêu cái anh cứ chơi bình thường anh Trần hỏi anh là bên đây mà nói vậy chứ không có vợ đó chưa có vợ chưa có vợ ngủ vợ anh nghe ngủ đi chơi hoài đó đó thấy chưa đi quán phê giọng á để quay ảnh anh hát anh hùng náo đi anh hùng náo về của cậu đó nhớ giờ tôi đang nhớ bài kia Tần Nương ơi á. Đẹp trai nè. Nhưng mà cậu bị giết đến bệnh sĩ vàng. Hai đầu con rộn luôn. Hai đầu con rộn luôn. Linh Khang đi như thế. Là Thất Lan hay Dương Thất Lan hả? Ở Thất Lan. Dạ cậu là cái gì á. Hai đánh nữa đi á. Lấy chồng là một chuyện rồi. Đánh nữa đi hơi vùng sâu một hại dân, ta dù nát thân cũng cam đành, cũng cam phần đành ấn nước. Dương Thất Lan. Dương Thất Lan là Dương Trọng Nguyễn, dù phải bước chân đi vào sương khói muôn đời. Trời ơi, Minh Ngọc hát hay quá. Xíu nữa thôi, ca sĩ Minh Ngọc hát ngoài bài nữa được. Để nhắc lại cho anh, nhắc lại để chậu em lâu hát á. Đây của cậu. Dạ, giai này tái liền diễn là giai của cậu nha, cô chú anh chị. Trẻ đâu vậy ông Miêu? À, xuống nào để đi. Để đi.
Có đi, xuống đi. Cũng có nhiều ta, nhưng cũng sao được ta. Lần tin nên mới giờ tay dân tặng. Chốt lần tin nên mới giờ tay dân tặng. Mình hát nhạc nào cũng được chị ơi, để mấy cái bài đó ảnh nhiều khi sở trường của ảnh đây kia, lấy cái bài nào mà sở trường của ảnh á, sở trường hát trường đúng rồi, mình nghe nó hay hơn chứ nghĩa là khán giả gì đó khổ cậu, mình hát cái gì cậu cũng vui hết á. Mình làm hết là anh nào mình làm hết ở lần trước đó, mình làm hết hả, đẹp trai hả, ở nhà coi mà già hay coi mà làm hết đẹp trai này kia là phải em đâu. Làm mới kìa đó đó kìa, làm mới kìa. Mặc cái quần màu đen á, quần già đó ừ. Rồi có biến ơi, cô chú anh chị ơi. Nước ngập rồi, nước ngập lên nữa rồi. Cho Minh Khang chuẩn bị hát. Anh chàng chắc anh mà giúp em quá. Minh Khang ta hát. Minh Khang chuẩn bị hát đó, cô chú anh chị ơi. Ở ngoài bắt đầu vô viếng cũng rất là đông. Mưa còn luôn nha cô chú anh chị. Tại 66 hả? Rồi, bà con đến viếng rất là đông luôn nha. Ca sĩ đang lấy hơi cô chú anh chị ơi. Lên sân báo cho ông đài đi. Đang soạn bài lại. Đó cô chú anh chị thấy là khán giả vô viếng rất là đông. Qua gia đình chị Hồng Loan lên rồi cô chú anh chị ơi. Qua. Tuyệt vời. Rồi giới thiệu với cô chú anh chị luôn, mưa vừa tạnh gia đình của chị Hồng Loan lên luôn. Vũ nuôi. Đó, chị mới xác định được là con thị con nuôi ra. Gia đình của chị Hồng Loan. Gia đình chị Hồng Loan lên nha cô chú anh chị. Rồi, quá quý rồi. Cô ơi, cô lên đây mấy người cô? Rồi nước ngập rồi cô chú anh chị thấy không? Nước ngập rồi, thấy càng nói trời ngập rồi. Nước ngập rồi. Cô người nhà đâu? Nè, người nhà nè. Cho dù nè. Nó hỏi người nhà đâu kìa. Nè, chỉ cho nó. Nè. Nè. Con này với cô Mạo Trắng đó, với cô Năm Dù đó. Rồi, bây giờ đi bắt cá đi anh em ơi. Hồi nãy bắt quá trời cá rồi đó. Rồi rồi. Rồi qua cái ao bên kia kìa, cái ao phía sau kìa. Rồi nước ngập nè, thấy không? Cô chú anh chị thấy nước ngập quá trời luôn rồi. Chảy tràn luôn nè. Nãy cá quá trời nó ở bên kia ngập luôn à. Ủa ca sĩ hát rồi hả? Ca sĩ này hát lâu quá bởi vậy đi cập nhật tình hình. Tiếng đồng hồ mới suy nghĩ là bài hát ca sĩ. Trời cần lao nặng nà, bàn tay chơi với cao mũi nua, đời nhà nông sống quanh quần ruộng lúa nặng mưa, mưa nặng hay mùa dọc nhằn nhưng vẫn vui đùa. Tôi không phải là công tử bạc liêu, mà tôi đây chỉ là nghệ sĩ đa tình, cho tôi yêu cô gái bạc liêu, không đẹp như tiên nhưng anh nói thì có duyên. Đi xa nói về bạc liêu, lòng sao xuyên nhớ quê hương nhiều, dù trăm năm vẫn còn tiếng tâm về bạc liêu, giấc mơ đời tình yêu thế gian đâu dễ phai tàn, bài giảng cổ hoài lan. Hay quá anh ơi, anh ơi, ca sĩ Minh Ngọc làm lập bác bây giờ tới ca sĩ Minh Ngọc. Ở đây anh khen hát được rồi, anh khỏi chạy. Hát tặng cậu, chỉ là tặng cậu thôi. Hát kìa tặng cậu. Cậu chứng minh cho con cậu đồ của hát hay hơn nữa. Để có khiến cho khán giả mời trong nhìn nữa. Còn khi nào mà có cái MV mới thì báo tụi anh nha. Dạ. Tụi anh vô xem ủng hộ. Dạ em có đã chuẩn bị xài xong nhưng mà chưa có rảnh để quay á. Thì em đang bị nhiều. Để em còn cái công ty của em nữa nên em làm về cho nó. Rồi, cảm ơn em.
giới thiệu với mọi người, ở phía trước là ca sĩ Minh Khang, và ở trước mặt là ông Trần là ca sĩ Minh Ngọc. Đây, 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 hai ca sĩ đến hôm nay là đến viếng mộ cậu nha cô chú anh chị. Minh Ngọc khoan để anh Đức đứng sân nhà coi em xuất qua gặp Minh Khang phải gặp Ngọc nữa hả, cái gì Ngọc? Minh Ngọc. Đẹp không? Thấy đẹp không? Trời ơi quá tuyệt vời. Anh em là ca sĩ Minh Ngọc nè, cô chú anh chị. Anh em hả? À, quá trời đẹp luôn nè. Dễ thương. Minh Ngọc dễ thương lắm nha cô chú anh chị. Dễ thương mà Hương không có dễ đâu nha. Ca sĩ cho Hương ca sĩ được, mình ngưỡng mộ ra đâu tương ca sĩ được. Minh Khang bệnh mũi cao mà. Minh Khang mũi cao lắm á. Bên đây cũng không thua gì Minh Khang nha. Cái này nghi là chắc có anh em. Bên đây là Minh Ngọc. Ảnh xa quá nó không rõ thì ảnh đang nói về cái tâm sự của đó cô chú anh chị. Tại vì bên kia đông quá quay không được thì thôi để kể cập nhật ngoài cho cô chú anh chị xem. Khán giả rất là đông ha. À, qua chị Minh Ngọc nè. Cái bài mà chị là hát cổ hay hát nhạc? Cổ và nhạc luôn anh. Cổ nhạc luôn là. Với lại chữ tình nhân ca. Bolero ha, bolero hả chị? Thôi vậy. Vì nè, bây giờ tới Minh Ngọc á, đến mộ cậu rồi hát bản đi Minh Ngọc. Đúng rồi Minh Ngọc. Đúng rồi phải câu đi Minh Ngọc. Bây giờ ở bệnh đừng để phụ lòng khán giả. Bệnh không ghi hình được, bên đây em hát anh nghe cái giọng em mới được. Tức là ở đây người ta ghi hình là rất là nhiều khán giả ta đang coi đó, đừng phụ lòng khán giả nha. Hát một đoạn cũng là cái bài cậu thích cậu hát. À rồi. Chị đứng bên kế mão đường, chị đứng kế bên mộ cậu á. Thôi em đứng đây. Đứng đó đi. Chị ở ngoài đó mưa. Chị em cứ đứng đây, em cứ đứng đây đi. Bỏ gì chị? Đổi gì chị? Mưa một cái là ướt nhẹp quá. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đồ Việt Nam. Ngày chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Đoạn được cả nha. Ủa, nữa. Trời ơi, Ngọc dễ thương. Đang phiêu mà em hát có một khúc là mất hứng rồi. Trời ơi, hát con khúc mà mất hứng hết trơn luôn rồi. Đi cho cậu nãy giờ em chưa có đốt, em mất quay cho anh Khang. À vậy hả? Trời ơi. Anh đang phiêu theo nhạc luôn á. Hồi nãy Minh Khang hát bển thì tụi anh đứng ở đây nó xa quá. Minh Khang người ta hát. Minh Khang người ta hát đây á rồi phải. Minh Khang người ta hát một đoạn dài. Đúng rồi, đoạn dài rồi em phải là ít nhất là phải bằng Minh Khang mới được. Phải 9-10 câu rồi. Anh đang phiêu mà. Cười mai chèo sông ống đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghé ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Về cái nước đâm dơi, nghe hai ru câu ơi hơi. Thương em đừng để duyên lỡ tội nghiệp ghê, nghe sắc xe con tim tôi. Chừng nào về nằm căng, nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh, nghe muối kêu nhớ rừng Cà Mau. Được rồi anh. Wow, chị ơi chị. Vậy mới chịu liền luôn. Chị ca cái tông cao vậy rồi ai theo kịp. Trời ơi. Ai theo kịp cái tông đó. Anh về rồi. Đó. Chị ca cái tông. Thôi em đợi không nổi rồi, để em đi đốc nha cho cậu. Rồi, cảm ơn Minh Ngọc nha. Minh Ngọc, ca sĩ Minh Ngọc nha cô chú anh chị. Thắp nhang. Minh Ngọc qua đây. Wow, Minh Ngọc rất là dễ thương. Wow. Ca cũng hay mà Minh Khang ca cũng hay nữa. Quá trời tuyệt vời luôn. Rồi ca bây giờ anh em tập trung lại nghe ca sĩ Quy Đăng. Còn là có biến mà biến thiệt luôn nha cô chú anh chị. À đây. Anh em nghe ca sĩ Quy Đăng hát chưa? Quy Đăng tức là quăng đi á. À cái em đốt nghe. Phải là tao Minh Ngọc với Minh Khang nè. À. Trời lấn nè, giữ đi. Hắn chứ, lấn chữ ta. Gặp ca sĩ khoái à cô chú anh chị ơi. Khoái cái gì mà khoái? Khoái cũng từ từ. Ừ từ từ chứ em làm gì em nóng ruột cái gì? Hấp tấp quá đâu được. Ừ. Tao nói chưa? Dục tấp là bất đà. Rồi nhang đâu? Nhang đâu? À, cô chú anh chị ơi, sau khi mà hát cho cậu nghe thì bây giờ ca sĩ Minh Ngọc và ca sĩ Minh Khang thắp nhang cho cậu. Đó. Ừ.
quá tuyệt vời ha, quá vui vẻ luôn, quá tuyệt vời và quá vui vẻ luôn. Người có công chúng là phải như vậy chứ, phải thân thiện ha. Cảm ơn mọi người đã đến đây để ngày nay cũng sắp xuống cho cậu, giờ hôm qua đầy đủ cho cậu, xin lời Minh Thang lời gia đình với cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi, cảm ơn em Minh Thang và Minh Ngọc. Chúc hai ca sĩ càng ngày càng hát là nhiều người yêu mới, thì cái giọng ca của Minh Ngọc và Minh Thang là anh thích rồi đó. Khi nào có MV á là tụi anh là giá nào cũng phải vô coi. Nếu mà em có tin shop không? Dạ mới tạo được tháng nay à. À như, nhưng Minh Thang ha. Mà thích nhất là cái Minh Thang vui vẻ nha, cái phong cách nha, rất vui vẻ, rất thân thiện nha. Là cái đó là anh thích. Khi nào mà có vô tình mà đi quay MV chỗ đoạn nào là anh gặp là anh bay vô liền. Dạ, khi nào có gì em có gì thông báo với anh. Dạ. Tại vì gần chỗ anh